Chào các bạn, chủ đề của video ngày hôm nay là những cái dấu hiệu cho thấy người yêu cũ muốn quay về với bạn. Và dấu hiệu đầu tiên là anh ấy liên hệ với bạn thường xuyên. Khi mà hai người chia tay rồi thì mỗi người một nơi, mỗi người một cái cuộc sống riêng. Tuy nhiên thì dạo gần đây thì tự nhiên bạn phát hiện ra là anh ấy thường xuyên liên hệ với bạn, thường xuyên là hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn, thường xuyên vào Facebook thả tim, thả like, hoặc là xem cái story của các bạn rất là nhiều, hoặc là hỏi bạn bè của các bạn về tình hình hiện tại của bạn. Chứng tỏ là gì? Anh ấy đang dành cho bạn một cái sự quan tâm trở lại. Và đó cũng chính là một trong những cái dấu hiệu chỉ báo rằng anh ấy mong muốn quay về với bạn. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu này nó cũng không được rõ ràng lắm. Cũng có thể bạn đạt được những cái thành tích nào đó, hoặc là bạn có những cái sự kiện nào đó nổi bật mà anh ấy tình cờ nghe được. Thì khi mà tình cờ nghe được á, thì anh ấy lại tò mò về cuộc sống của các bạn. Cho nên đây là một trong những dấu hiệu nó hơi mờ một chút, nhưng mà rõ ràng thì nó cũng chứng tỏ rằng người đàn ông này đã bắt đầu quan tâm tới bạn rồi. Và dấu hiệu tiếp theo là anh ấy chia sẻ về cuộc sống của anh ấy với bạn. Dấu hiệu này thì mình nghĩ là nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Vì hai người chia tay không cần liên quan gì với nhau nữa, mà bây giờ tự nhiên anh ấy lại chia sẻ cho bạn rất là nhiều về những cái công việc hiện tại, về cái tình trạng tình cảm, về gia đình của anh ấy. Thì chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ anh ấy đang xem bạn như là một cái người tri kỷ, một cái người mà anh ấy có thể tâm sự tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Có thể là các bạn nghĩ rằng anh ấy chỉ muốn làm bạn với mình thôi, nhưng mà thật ra không phải đâu các bạn. Việc mà mình quay lại và mình tâm sự, mình làm bạn với người yêu cũ á, nó rất là khó. Bạn bè thì sẽ có những người khác làm bạn, nhưng mà nếu mà quay lại mà chia sẻ cuộc sống với người yêu cũ á, là phần nhiều anh ấy đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Có thể trước đây hai bạn vừa là người yêu, vừa là những người bạn của nhau, và anh ấy cảm thấy rằng khi mà bạn rời đi rồi, không ai có thể hiểu anh ấy, không ai có thể lắng nghe những cái niềm vui, những nỗi buồn, những khó khăn cùng anh ấy trong cuộc sống. Và bây giờ anh ấy chợt nhận ra chỉ có bạn mới là người hiểu anh ấy nhiều nhất mà thôi. Và anh ấy đang gặp những cái sự cố gì đó trong cuộc sống, anh ấy muốn quay trở lại để bạn là tiếp tục là một cái người, là một cái chỗ dựa tinh thần cho anh ấy. Dấu hiệu thứ ba là anh ấy rất là tò mò về cuộc sống của bạn, đặc biệt là rất tò mò về cái tình trạng mối quan hệ hiện nay của các bạn. Nhiều anh thì rất là chủ động gọi điện, chủ động hỏi thăm xem là tình hình mối quan hệ hiện tại của em như thế nào rồi. Còn cũng có nhiều anh là đâu có dám hỏi, tại vì chia tay rồi làm sao mà dám hỏi về cái tình hình hiện tại được, tình hình tình trạng tình cảm hiện tại được. Chỉ có thể hỏi thăm hoặc là vào Facebook xem là cái tình hình, xem cái cô này là cổ đã có người yêu chưa, hoặc là hỏi bạn bè của cô ấy xem là thực ra hiện tại cô ấy đã tìm được một ai đó mới sau khi chia tay chưa. Và cái dấu hiệu tiếp theo là anh ấy cho bạn là cái người đầu tiên mà biết được những cái tin tức quan trọng trong cái cuộc đời của anh ấy, những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời của người đàn ông nè, bao gồm là có thể là thi đậu đại học nè, rồi có thể là có việc làm, có tháng lương đầu tiên, được thăng chức, hoặc là được đi ra nước ngoài, được đi du lịch nhiều nơi chẳng hạn. Thì đó là những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Và tự nhiên bạn cảm thấy là những cái sự kiện này á, anh ấy cho mình biết đầu tiên, nghĩa là bạn là người đầu tiên vinh dự được biết những cái sự kiện quan trọng này trong cuộc đời. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là anh chàng này đang rất là quan tâm tới bạn. Bạn sẽ là cái hình mẫu hiện ra đầu tiên khi mà anh ấy nghĩ về những cái sự kiện quan trọng đó. Cho nên là đây là một cái dấu hiệu rất là rõ luôn, chứng tỏ rằng anh ấy mong muốn quay trở lại bên cạnh bạn. Và nếu như các bạn còn tình cảm với nhau thì hãy cho anh ấy một cái cơ hội, hãy tâm sự, hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, bởi vì đây là một cái dấu hiệu rất rõ ràng rồi nha các bạn. Và dấu hiệu rõ ràng hơn nữa, có một cái dấu hiệu rõ ràng hơn nữa,
là anh ấy xin lỗi và thẳng thắn nói với bạn là anh ấy muốn quay về. Anh ấy chủ động luôn muốn quay về. Ở lúc này thì mọi thứ nó đã rất là rõ ràng rồi, thì nó còn phụ thuộc vào những cái quyết định của các bạn nữa. Liệu rằng bạn còn có tình cảm với anh ấy hay không, liệu rằng bạn có thể tiếp tục mối quan hệ này và cùng anh ấy làm lại từ đầu hay không, thì lúc này nó phụ thuộc vào cái trạng thái tình cảm của hai người rất là nhiều. Và dấu hiệu cuối cùng là anh ấy hay kể về bạn với những cái người bạn của anh ấy. Thì đây là cũng là một cái dấu hiệu rất là rõ ràng cho thấy rằng người yêu cũ của bạn muốn quay về, muốn nói lại cái câu chuyện tình cảm với các bạn.